Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Cuộc sống làm nêu của nghệ sĩ Tài Linh ở Mỹ. Kim Tử Long tiết lộ Tài Linh hiện có cuộc sống yên ấm. Nữ nghệ sĩ ít đi hát bởi chị hiện làm chủ một tiệm nêu ở Mỹ tuần qua. Chương trình Ký ức vui vẻ lên sóng với những chia sẻ xúc động của Thanh Bạch, Hồng Vân, Cẩm Ly về thời hoàng kim của nhạc Việt. Vào thập niên 1990, series Đĩa mưa bụi làm mưa gió trên thị trường đã góp phần tạo nên tên tuổi của hàng loạt nghệ sĩ ở nhiều lĩnh vực. Trong đó, Tài Linh là một trong những ngôi sao được khán giả yêu thích nhất. Nhắc đến Tài Linh, mọi người sẽ nhớ tới một nghệ sĩ sở hữu chất giọng cao, trong và truyền cảm. Xuất thân là diễn viên cải lương, nhưng khi bước sang tân nhạc, chị vẫn chinh phục được khán giả. Thậm chí, nhiều ca khúc trữ tình dân ca Tài Linh từng thể hiện như Mưa Bụi, Giang Câu, Sao Đổi Ngôi. Người hâm mộ cho rằng ít ca sĩ trẻ nào có thể vượt qua chị, không giống các nghệ sĩ thành danh từ Mưa Bụi hiện vẫn miệt mài theo đuổi nghệ thuật. Tài Linh lặng lẽ cùng gia đình sang Mỹ. Định cư từ năm 2004, 15 năm trôi qua, chị hiếm khi trở về Việt Nam biểu diễn. Nói về đàn chị, Kim Tử Long khẳng định Tài Linh vẫn được đông đảo khán giả yêu mến. Năm 2011, lần đầu Tài Linh về nước làm live show tại Hà Nội, khán giả đến chật kín khán phòng. Điều đó chứng tỏ sau nhiều năm xa đất nước, chị vẫn có sức hút rất lớn. Phát biểu về quyết định dừng lại của Tài Linh giữa lúc sự nghiệp rực rỡ nhất, Kim Tử Long cho rằng, tôi cảm thấy tiếc nuối cho con đường nghệ thuật của chị Tài Linh. Nhưng tôi tin đó là lựa chọn mà chị ấy thấy tốt nhất cho gia đình. Sang Mỹ, chị ấy có thể gác lại sự nghiệp nhưng lại mở ra nhiều cơ hội cho con cái hợp tác với Tài Linh qua nhiều bài hát tân nhạc ở loạt Đĩa Mưa Bụi, hơn 50 vở cải lương trong các cuốn video. Kim Tử Long cho biết ấn tượng nhất với đàn chị là sự giản dị, hiền lành, anh kể. Đến sân khấu, phim trường, chị ấy chỉ tập trung vào công việc, chưa từng bàn tán về đồng nghiệp hay cuộc sống của ai. Mọi người nằm đất. Không những thế, nữ nghệ sĩ còn nổi tiếng là người kỹ tính, cầu toàn. Kim Tử Long tiết lộ mọi người đặt cho chị biệt danh Thánh Rùa. Chị làm việc kỹ tính vô cùng. Nếu đoàn phim bắt đầu quay từ 9 giờ sáng thì chị sẽ dậy lúc 5 giờ và trang điểm, chăm chút quần áo từ đó đến lúc quay. Chị hiếm khi sử dụng phục trang của đoàn, nhưng nếu có, chị đều kiểm tra lại kỹ lưỡng. Kim Tử Long nhớ lại, riêng về luyện giọng để hát tân nhạc chuẩn mực, Tài Linh cũng làm việc với tâm thế cầu toàn. Giám khảo Đường tới danh ca vọng cổ cho hay lần đầu, anh và đàn chị thể hiện bài tân nhạc đã phải tập luyện kiên trì trong suốt một tháng. Từ khi hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam, Tài Linh luôn kín tiếng về đời sống riêng. Mọi người chỉ biết chị gắn bó với ông xã hơn 30 năm là mối tình thuở thanh mai trúc mã và có một con trai. Chị cũng là nghệ sĩ hiếm hoi không dùng mạng xã hội. Những fanpage mang tên chị hiện có đều do người hâm mộ tự lập, tiết lộ về cuộc sống của đàn chị ở hải ngoại. Kim Tử Long cho hay, chị ấy có một gia đình đầm ấm, hạnh phúc, ông xã chị làm ở công ty, chị Tài Linh mở một tiệm nail. Có lẽ bận rộn với việc kinh doanh nên chị ít đi hát trước khi trở thành bà chủ của một tiệm nail đông khách ở Mỹ. Tài Linh từng trải qua 3 năm đi làm thuê. Lúc ấy, không ít khán giả ngậm ngùi khi biết thần tượng của mình trải qua thời gian khó khăn ở xứ người. Tuy nhiên, Kim Tử Long cho rằng điều đó là khó tránh khỏi với mọi người khi bắt đầu cuộc sống mới. Đó chỉ là công việc làm thêm của chị để kiếm thu nhập. Sau này, chị mở tiệm riêng, cuộc sống ổn định. Nghệ sĩ Tài Linh ở Mỹ khóc nức nở khi hay tin Vũ Linh qua đời. Vũ Linh được khán giả ưu ái gọi là ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng. Thập niên 90, Vũ Linh và Tài Linh kết hợp ăn ý trong nhiều vở cải lương, được nhớ đến nhiều nhất qua vở Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài và được mệnh danh là cặp đôi đắt sâu hàng đầu sân khấu lúc bấy giờ. Chị Tài Linh gọi điện thoại cho tôi, khóc rất nhiều. Những năm qua, khi sức khỏe anh Vũ Linh yếu thì những cuộc điện thoại của tôi và chị cũng nhắc nhiều về anh. Tài Linh nói thương anh Vũ Linh mà không biết phải làm sao, chỉ nhắc anh giữ gìn sức khỏe chứ không biết làm gì hơn. Anh Vũ Linh cũng mong muốn có thể hội ngộ chị Tài Linh để cùng nhau hát. Cả hai thường xuyên nói chuyện với nhau, rất thân thiết. Khi anh Vũ Linh mất, gia đình anh ấy cũng báo tin cho chị Tài Linh. Rồi chị ấy mới gọi điện báo cho tôi hay.
Quang Thành kể lại, anh cũng cho biết nghệ sĩ Tài Linh nói với anh rằng cô sẽ về Việt Nam trong tháng 3 năm nay, tuy nhiên do bận việc gia đình nên không thể về được. Giờ đây, khi nghe tin anh Vũ Linh mất thì sức khỏe chị lại ảnh hưởng, có thể lại càng không về được, anh bộc bạch. Ca sĩ Quang Thành chia sẻ, trong năm 2022, nghệ sĩ Vũ Linh nhiều lần ra vào bệnh viện. Chính vì thế dù lo lắng nhưng nhiều anh em đồng nghiệp vẫn mong rằng lần vào viện này cũng sẽ như những lần trước, sức khỏe nam nghệ sĩ sẽ tiến triển hơn rồi lại được về nhà. Không riêng gì ca sĩ Quang Thành, nghệ sĩ Thoại Mỹ nghẹn ngào, tiếng nói xen lẫn tiếng nấc khi trò chuyện với phóng viên Dân Trí. Thoại Mỹ nói, tôi đang có việc, chưa về đến thành phố Hồ Chí Minh. Dù không bên cạnh, nhưng từ sáng đến giờ tôi vẫn theo dõi tin tức và nghe tin anh mất trưa nay. Thời gian qua, sức khỏe của anh Vũ Linh cũng yếu, người nhà túc trực chăm sóc. Những ngày cuối đời của anh, các nghệ sĩ cũng thay phiên ở bên cạnh. Thoại Mỹ nghẹn ngào chia sẻ, suốt cuộc trò chuyện với phóng viên Dân Trí, Thoại Mỹ không ngừng khóc. Trên Facebook cá nhân, cô cũng cho biết lòng rối bời vì vẫn còn nhiều điều muốn nói với nghệ sĩ Vũ Linh nhưng lại không thể nói hết ra. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.